Mến chào tái ngũ, quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chấn động Hoa Kỳ, phe Barack Obama và phe Joe Biden chính thức công khai đấu đá nhau. Chủ tịch Hạ viện Mỹ hứa thông qua các dự luật nhắm vào Trung Quốc trước cuộc bầu cử năm 2024. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, phe phái của Barack Obama đã nhắm vào Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba, khi những tin đồn lâu nay về căng thẳng giữa hai phe vẫn tiếp tục gia dẳng, ba cựu cố vấn của tổng thống Obama, John Fabriau, John Lovett và Tommy Vietor, những người thường được gọi là anh em Obama trong nhiệm kỳ của họ tại tòa bạch ốc, đã dành phần lớn tại phim "Post Self America" mới nhất của họ để hợp sức chống lại Biden, sau màn thể hiện kém cỏi của ông trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên và trong một cuộc phỏng vấn sau đó. Viator cho biết, tôi nghĩ điều đó thật tệ và đôi khi rất khó xem. Am chỉ đến cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa Biden với George Stephanopoulos của ABC vào tuần trước. Diễn ra như một phần trong nỗ lực của Tổng thống nhằm dập tắt những lời chỉ trích kêu gọi ông rời khỏi cuộc đua dành trước Tổng thống. Công bằng mà nói với Biden, tôi không nghĩ cuộc phỏng vấn đó có thể giải quyết được vấn đề chính trị phát sinh từ cuộc tranh luận. Ông nói thêm rằng, cuộc phỏng vấn khiến ông lo ngại hơn vì biden gặp khó khăn trong việc nói một cách rõ ràng và mạch lạc vieter lập luận rằng biden đã không đưa ra một chương trình nghị sự hấp dẫn cho nhiệm kỳ thứ hai có thể thuyết phục các cử tri trung lập ủng hộ ông thay vì cựu tổng thống trump và rằng những lời giải thích của ông cho thành tích kém gần đây của mình chẳng hạn như việc đi lại và ốm đau không giải thích đầy đủ cho mức độ tệ hại của cuộc tranh luận Lovett đồng ý và cho biết cuộc phỏng vấn là một bối cảnh khó khăn để ông ấy thành công, ngay cả khi ông ấy thể hiện tốt nhất, bởi vì khó có thể giải thích tại sao phải hơn một tuần sau cuộc tranh luận rằng cuộc phỏng vấn lại diễn ra quá ngắn ngủi và ông ấy chỉ thực hiện một cuộc phỏng vấn. Cuộc tranh luận chỉ là một đêm tồi tệ, tất cả chúng ta đều thấy điều đó, ông cho biết. Những lời giải thích khá mơ hồ, điều đó không đủ để xoa dịu mối quan tâm của chúng ta về những gì chúng ta thấy đêm đó, đúng không? vì vậy những lời giải thích không đưa ra bất cứ điều gì nếu bạn định nâng mức cược trong một cuộc phỏng vấn thì đó không thể là một ví dụ khác về việc bạn khó hiểu không phải vì ông ấy mềm mỏng không phải vì ông ấy lẩm bẩm mà vì dòng suy nghĩ của ông ấy không có ý nghĩa mức cược rất cao tổng thống trump là một mối đe dọa đáng kinh ngạc nhưng hoặc là ông ấy sẽ truy tố vụ án đó hoặc là người khác sẽ truy tố và ngay bây giờ chúng ta không có được cả hai Pabrio cho biết, mặc dù cuộc phỏng vấn của Biden có tính mạch lạc hơn cuộc tranh luận, ông lo ngại việc Biden thiếu sự cấp bách và thông điệp có nghĩa là ông có thể không bù đắp cho cuộc tranh luận trong tương lai. Ông trích dẫn các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Biden đang tuột hậu so với ông Trump ở mọi tiểu bang dao động quan trọng. Ông sẽ làm gì để giành được sự ủng hộ của những cử tri vẫn chưa quyết định giữa Biden và Trump khi ông đã đưa ra thông điệp đó với George Stephanopoulos? Ông hỏi, Vieter sau đó nói rằng, có vẻ như chúng ta đã đưa ra lựa chọn rõ ràng rằng chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn với người khác, trong khi Lovett lập luận rằng Biden đã không truyền tải thông điệp một cách hiệu quả. Cuộc phỏng vấn George Stephanopoulos thật đau đớn khi xem. Lovett cho biết, đó là một cuộc phỏng vấn tệ hại. Ông ta đã làm một công việc tệ hại khi giải thích lý do tại sao ông ta tham gia cuộc đua những gì đã xảy ra trong cuộc tranh luận và tại sao ông ta là người đánh bại Trump? Ông ta đang làm một công việc tệ hại. Những bình luận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi cựu cố vấn của Obama, David Axelrod, phát biểu trong một lần xuất hiện trên CNN rằng Biden chắc chắn sẽ thua Trump trong cuộc đua. Có một số sự thật bất biến của cuộc sống, Axelrod nói, khi thảo luận về tuổi tác và khả năng lãnh đạo của Biden. Những điều đó rất rõ ràng trên sân khấu tranh luận đó. Tổng thống chỉ chưa giải quyết được vấn đề, ông ấy không thắng cuộc đua này. Mối quan hệ giữa các cố vấn cũ và hiện tại từ chính quyền Biden và Obama được cho là đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do mức độ chỉ trích nhắm vào tổng thống hiện tại cũng như việc ông đã bị Đảng Dân chủ bỏ qua để ủng hộ Hillary Clinton vào năm 2016. Chủ tịch Hạ viện Mỹ hứa thông qua các dự luật nhắm vào Trung Quốc trước cuộc bầu cử năm 2024. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm thứ Hai đã hứa sẽ thúc đẩy thông qua thêm các bộ luật nhắm vào Trung Quốc trước khi các dân biểu phải tham gia tái tranh cử vào tháng 11. Ông Mike Johnson, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa, nói rằng các biện pháp được nhắm thông qua có thể hạn chế hơn nữa đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, đóng lại lỗ hỏng về thương mại đối với các bưu kiện nhỏ chuyển tới Mỹ từ Trung Quốc và thiết lập đạo luật an ninh sinh học cấm các cơ quan liên bang Mỹ hợp tác với các công ty công nghệ sinh học của Trung Quốc. Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình toàn cầu. Quốc hội phải tiếp tục sự tập trung của chúng ta vào việc đối phó với Trung Quốc bằng mọi công cụ chúng ta sẵn có. Ông Johnson nói khi phát biểu tại Viện Hudson, một nhóm tư vấn có trụ sở tại Washington trong thời gian còn lại ít ỏi của quốc hội kỳ này hạ viện sẽ bỏ phiếu về một loạt các dự luật để trao quyền cho chính phủ tiếp theo có thể ra đòn với các nền kinh tế của các đối thủ của chúng ta ngay trong ngày đầu tiên dân biểu bảo thủ và cũng là một đồng minh thân cận của cựu tổng thống donald trump nói thêm ông johnson cho biết mục tiêu là phải ký được một gói các dự luật liên quan đến trung quốc thành luật vào cuối năm nay Chúng tôi sẽ làm việc quyết liệt về gói dự luật đó. Tôi rất hy vọng rằng nhiều dự luật trong gói đó có thể là đồng thuận lưỡng đảng. Ông Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện vào tháng 10 năm ngoái so với thời điểm ông mới lên đảm nhiệm vị trí này. Bây giờ, ông đã và đang đưa ra những phát ngôn có thù địch hơn đối với Trung Quốc. Ông Johnson nói tại Viện Hudson, Bắc Kinh là một mối đe dọa bên ngoài số 1 của chúng ta họ khai thác mọi ngóc ngách trong các hệ thống tài chính và kinh tế của chúng ta ông Johnson cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban lựa chọn về Trung Quốc của hạ viện trong quốc hội mới một dự luật mà ông Johnson đã và đang nỗ lực thông qua là gói chế tài trừng phạt các công ty quân đội Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga và Iran Ông Johnson nói thêm rằng, Hạ viện cũng đang làm việc về một dự luật nhằm hạn chế các khoản đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, nhấn mạnh rằng biện pháp này dự kiến sẽ được xúc tiến thông qua vào mùa thu năm nay. Vào hồi tháng 1, Tiểu ban Tài chính Hạ viện đã tổ chức một phiên điều trần tìm hiểu về luật nhằm hạn chế hơn nữa đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc. Phiên điều trần đó được tổ chức sau khi Joe Biden ký lệnh hành pháp vào tháng 8 để ngăn chặn các khoản vốn chủ sở hữu tư nhân và các khoản đầu tư vốn mạo hiểm của Mỹ chạy vào các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ông Johnson nói, Hạ viện cũng sẽ bỏ phiếu thông qua đạo luật an ninh sinh học nhằm ngăn chặn các tiếp xúc ở cấp độ liên bang với các công ty công nghệ sinh học thuộc sở hữu của các địch thủ và gây nguy hại cho khoản nợ y tế của người dân Mỹ. Dự luật nêu trên do cựu dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher giới thiệu ra Hạ viện vào tháng 1, nêu tên tập đoàn BGI Group và UCFT của Trung Quốc là các công ty đáng quan ngại. BGI Group cung cấp dịch vụ y tế liên quan đến Gen, trong khi Usti UpTech là công ty chuyên về các sản phẩm sinh dược. Dự. dự luật này nhận được sự bảo trợ từ các dân biểu của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Về thương mại và thuế quan, ông Johnson cho biết Hạ viện sẽ hạn chế đặc quyền về bưu kiện nhỏ đối với bất kỳ loại hàng hóa nào nằm trong danh mục phải chịu thuế quan thực thi thương mại, theo Điều 301. Điều đó sẽ giúp ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc trong việc khai thác thương mại Mỹ. Ông Johnson nói thêm, một điều khoản thương mại Mỹ từ lâu cho phép các công ty nước ngoài được chuyển các gói hàng có giá trị dưới 800 đô la tới Mỹ mà không cần phải nộp thuế quan. Theo số liệu được Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Mỹ trích dẫn, 60% các bưu kiện nhỏ đến từ Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang chứng kiến một sự bùng nổ về thương mại bưu kiện nhỏ khi các nhà bán hàng gửi bưu phẩm chứa ít hàng hóa trực tiếp từ các nhà máy sản xuất tại địa phương tới người mua hàng ở nước ngoài những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time